bé thấy rất là đấy, không không có khả năng như vậy, bởi là virus COVID này là đủ mà nó bỏ vô phòng thí nghiệm rồi, thường không có đây là chạy được. bữa trước mà bác Đức Đầu Bạc nói là bác trưởng mà xưng về Việt Nam mà chính phủ Việt Nam không cho, ông nói cho hết á, mới làm gì không cho, ổng là cái gì rồi không cho, tưởng nó tào lao hay đâu, bác trưởng chỉ nó ở mà cỡ tưởng ổng mà nghĩa địa gì mệt không cho. quá. Ừ, bác Đức rồi cứ làm cho nó to lớn lên, nghe nói bây giờ Trời. bác trưởng mà bảo đảm đại sứ quán người ta cho về, tại vì bác trưởng không có khả năng gây hại cho ai hết, Rõ ràng bác nói vậy thôi chứ bác không có gây hại kể cho cả ai Ngô Kỷ cũng vậy, hả. kể cả Ngô Ngô Kỷ cũng vậy, thì ở chặt bên đây vui show up cho nó vui vậy thì thôi thôi chứ đâu chứ có làm gì đâu, không có đi. thực lực mà chẳng có đầu óc gì, tại vì ta không biết, mình không trách họ. Giống như Ngô Kỷ từ 30/4/75 bây giờ đâu có đừng có bao giờ ghé Việt Nam, đâu biết gì ra đặc biệt đâu, chỉ nghe đồn nghe nói không thôi, thế thôi. Như là chọn chọn cái chuyện đó để mà kiếm sống hàng ngày vậy Thì thôi, cái đây cái điều đó là chuyện của người ta, mình không trách giống được, đâu có điều như chứ đâu có gì thôi. đâu. Bác tưởng cái tánh bác rất là lành, nói vậy thôi chứ lành lắm, không có hại ai được đâu. Sợ là sợ anh đó. Mày tiếp chuyện giùm tao một chút nha, mày Chuyện nói ai đi 5 phút, tao đâu kia hút thuốc, tao ghiền quá mày. Rồi chị nói thôi, rồi ngồi chơi với anh đi cho. rồi ok. Má, kiểu diễn đàn chút mà cũng không chịu giữ. À, bên Việt Nam là 29 Tết rồi phải không? Rồi chỉ còn một ngày thôi phải không, bên này chứ còn bên này còn 12, bên này ấy còn 1 ngày rưỡi, bên kia còn 12 tiếng phải không, có việc ride vô kìa, việc ride lên chơi mày. Ơi, đúng ra là giờ này đã có mặt ở Việt Nam rồi. Trời Vậy đúng ơi. rồi, tức quá. Thôi chắc là khoảng tháng 3 phải đi chơi á. Không Ở phải mà sao nghĩ thế, êm chưa ăn thua là nước Việt Nam mình nó có mở cửa hay không bởi dịch bệnh tràn lan. em nói làm đi trong nước Mỹ phải đi thôi. Ồ, nước Mỹ, tao nước Mỹ tao không thèm đi đâu. Chỗ nào tao đã nghe là chỗ nào cũng có mạch đại nội trơn và chỗ nào nó cũng xây dựng một kiểu như nhau, thật đủ quá, mệt lắm. Tao không có khoái đi, đủ má dân gõ gái tao bên âm Cali kìa, nó kêu tao qua, tao đâu qua đâu, không, không qua. Có chỗ đi rồi em vô rừng để mở mấy ngày. Chưa rừng, chưa rừng. Thiệt, mấy ngày Có, tụi nó đi vô rừng đó, đi câu cá, nó vô rừng, có cái chuyện đó. rừng ở Mày vài biết nó ngày chứ, nhưng mà tao không khoái mày ơi. lâu quá rồi không có đi đâu hết. Cũng em thích đi đó, em thích vô rừng vô rú gì vậy. Hồi xưa em Không tiếp đi phượt với thằng cháu em đi 10 ngày mà ở rừng không, 10 ngày luôn á, ở rừng núi ngủ bờ ngủ biển, ngủ trên xe, rồi ở trên xe nó có cái lều á, cái lều cái cuốc có liều xe dăng lên mui làm cái giường luôn, rồi tự nấu ăn nấu uống đi 10 ngày luôn á, mà cũng vui lắm, anh sướng lắm. Đứng là nấu ăn ngày nay nó ra đứng sát bên, nó có mấy xây cái bếp ga đó mình đem ở theo. bên này. Ngày xưa tao đi làm ca đêm sáng về bị cán nai kết hoài, cái đặc tính của con nai nó ngộ lắm, biết sao ban đêm mà thấy cái đèn mà sáng lên đó, đồ nó đứng nhìn hoài à, Ở gần nhà em nó nè, đứng nhìn hoài à, nó không chịu chạy sáng anh chở bà xã đi làm gặp hoài. Ồ, cái đó phải hoài à, đủ bên tao gặp hoài xe chở về xẻ thịt rồi, ở đây không ai làm. ở đây đủ mà đụng vô mà banh xe ngồi khóc luôn ở đó luôn. Không, em thấy nó đụng nó văng vô lề nó nằm đó, mà buổi sáng ví dụ như anh nhìn thấy con nào á mà cái chân nó còn khép lại á là nó mới đụng ngoài hôm, chứ còn mà con nào mà nó lâu quá rồi nó giãn ra là nó bị sình á, Đi cho nên sình nó thấy con co nào là nó văng vô lề nó nằm đó. Có một lần em với ông kia xách một con vậy hả, à, cái ông kia ông về tao nè, ăn hú tao thấy ghê ghê, tao không dám đi, tao không dám xách, tao không thấy người ta đụng, cái tao chưa có đụng bao giờ nhưng mà tao thấy nó ghê ghê có một lần em dắt con cá sấu về nữa, thì xuống xe đụng. xe kén cái đi uống cà phê, cái ông kia ông nói anh Phong, tôi anh ra lấy rồi, cá sấu dài lắm, dài cũng phải con cá đó dài cũng phải 2-3 mét á, bỏ bỏ vô cốp xe phải quật lại mà. Nó bị nó băng qua đường á, bị xe cán nó về, Chèn cái đem tới quán cà phê, cái mấy ông già ông nói đưa đây. Rồi ông về ông làm ở trong nó trứng nhiều quá chừng luôn, ông làm kiếm cắt mỗi người cút 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 cút, mà cá sấu ăn cũng ngon lắm anh. cái xấu ở Việt Nam tao có ăn lần rồi, tao về bên đó thì có mấy thằng bạn đi mua ở ở trại cá sấu Hòa Cà, nó có mấy cái nhà hàng mày ở ở ở gần. Chỗ đường ở chỗ Thủ Đức chỗ đường ray Đúng á, rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì mua dĩa ăn thử thấy cũng ok, cũng được. Nhưng mà thấy ăn không có mặn mà. nó làm ngon lắm anh, nó nướng với lại sả rồi đó ngon, cái bàn tay á nướng.
Mấy bữa nay tình hình Myanmar biến động quá mày. Ồ, bên này bên đó nó biểu tình tùm lum Nó biểu tình nhưng mà cái quân đội với cảnh sát nó đang liệt bạo loạn, nó dẹp biểu tình, nó làm mạnh tay lắm nha. Nó có bắn bắn, luôn, nó bắn luôn. nó có bắn chết người. Đúng rồi, nó bắn rồi xong rồi nó bắn hơi cay rồi làm rất là mạnh bạo. Và nhưng mà cái thằng này nó cũng khôn, cái thằng này là trước khi nó làm cái điều đó là nó cắt internet hết, nó cắt mạng xã hội hết, có nghĩa là mày không có thể dùng cái mạng xã hội mà cũng không có dùng cái phone để mày gọi cho ai được hết trơn, độ có gì không rồi nó vậy mới được. Nói như vậy, nói như vậy để cho mày hiểu rằng cái ổn định xã hội, cái ổn định chính trị mà thấy rất là quan trọng, nó quan trọng kinh khủng luôn mà thấy không. Bây giờ coi nó tan hoang rồi, nó sẽ trở thành một cái thằng Syria, Libya nữa, rồi cũng tự tự giống như cái thằng Iraq thôi, thế thôi. Đó là một cái sự bất hạnh của một cái đất nước. Đơn giản thôi, bây giờ có thằng nào thò tay vô là nội chiến. Đương nhiên có Có thằng nào, có thằng Mỹ, Mỹ này mới gì hâm nè, mới gì hâm nè, mới Mỹ hay ta mới coi Vũ Dũng nói đó, thằng Mỹ mất gì hâm nè, bây giờ trừng phạt đồ Myanmar nè, đồ thống mấy thằng tướng lãnh nào mà làm cái đồ đó thì mà trừng phạt, khóa tài khoản rồi những cái gì viện trợ quân sự thì cấm hết các cái rồi đó, đó đó bắt đầu thằng Mỹ chỉ, từ đó mà trên thế giới thì chỉ có thằng Mỹ thôi cái cuối cùng á là dân đen khổ chứ, khổ chứ, bây giờ thằng nào đâu khổ đâu, dân quan đen chức khổ chỉ có dân đen khổ rõ ràng chỉ bình thôi. thường đó. Đúng Chính bây giờ mình mới thấy cái sự quý giá của cái sự ổn định chính trị của rồi. Việt Nam mình quá trời hay, vì ổn định chính trị cho nên vì kinh tế mình nó đang phất lên đi dìu gặp gió. Năm 2020 đứng thứ 19 trong 20 nước xuất cảng lớn Ô nhất mà thế giới. cái xuất khẩu của mình nó còn cao hơn ở Nga đó anh. Đúng rồi, Ghê thiệt cái chứ con số đó. thì bởi vậy Cao. tôi mới nói là vậy, tôi nói cái gì chính vì nhờ ổn định chính trị nó mới được như vậy, cho nên ra cái vấn đề chính trị cũng là mình phải tuyệt đối, cái điều đó là một điều rất là hay và Việt Nam mình làm được rất là hay. Rồi sẽ bây giờ VinFast bắt đầu lò mò qua bên tới Mỹ rồi, còn được ký giấy đăng nhận Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ký giấy được quyền xác nhận rồi cho chạy thử xe điện nha, giống như Tesla vậy đó, có nghĩa là giống như Tesla chứ không phải đơn giản. VinFast nó đánh vào thị trường Mỹ là xe điện thôi chứ Xe nó điện bởi vì cái xu hướng của Mỹ là vậy mà, nó sẽ làm cái xu hướng là sau này nó không chạy xe gắn nữa, hoàn thì toàn chạy xe điện. Thì thì năm đó năm 5 năm nữa là xe điện hết. năm thấy đó là thằng VinFast nó nắm bắt đón đầu ở trên trời, thấy không khổ vậy, cho nên rất là hay hay ghê ghê cũng. Cái thứ nhất hồi xưa thì tao tưởng phone thôi, phone nó đã rồi, bây giờ tới xe đó, thấy không, nhiều cái mặt hàng rất là hay Anh biết rồi. không? Cái Vingroup đó nó hay lắm. Ở Việt Nam nó đầu tư cái nào á là thắng cái đấy à. Ví dụ như cái Vinhome á là Vinhome á anh là cũng của thằng Vingroup. Những cái khu mà nó xây dựng lên á người ta vô người ta mua á, lời gấp đôi gấp ba không. Hồi hồi Tết vừa rồi á em về cái khu Vinhome ở chỗ mà Landmark 81 á em mướn một cái căn hộ ở đó ở trên tầng mấy chục á mà 4 phòng ngủ đẹp tuyệt vời. Anh biết không, hồi đó người ta mua có khoảng chừng 5 6 tỷ à. Mà bây giờ nó lên mười mấy tỷ ghê lắm. Cái đó thì không có nói rồi, cái đó thì đương nhiên rồi, nhưng mà có cái này tao mới nghe nè, có nghĩa là ở trong thủ đức cái quận 9 á, cái thằng Vinmart này là cái thằng Vingroup nè, nó làm một cái khu nhà biệt thự mà như khu dân cư mà có tính cách này giống như là một cái thành phố, đó là cái gì ta tao không hiểu. Trong đó nó có bệnh viện của VinFast nè, có trường đại học của VinFast nè, nó có tất tần tật đều của VinFast, và mày xuất mày ra ở trong đó có những trường đại học mà khi mà ra mày làm việc trở lại cho VinFast luôn, có nhà táng, có mà nó gọi là cái gì ta, nó gọi là cái gì ta, ta không biết, nó Thì gọi một thành phố thông minh, một thành phố riêng của VinFast đó, có nghĩa là mày đào tạo nghề cũng có luôn đó, đào tạo bác sĩ cũng nằm trong đó luôn, rồi mày chết cũng nằm trong đó luôn, rồi mày ra trường mày cũng làm trong đó luôn, có nghĩa là một cái nó gọi là cái gì ta không biết, không quên mẹ nó tên rồi. Hà Nội nó có cái trường đại học của Vingroup đó là VinUni á. Anh biết học phí á, là bằng học phí ở Mỹ luôn. Đâu có đơn giản mà, phải công nhận quá giỏi, quá giỏi. Thì bây Nó giờ mình thấy ông này, mình thấy mình phục luôn, phục sát đất luôn. cái trường đại học đó là giống như là những cái trường đại học ở bên châu Âu đó. Đẹp lắm. Đã.
thì vừa rồi nó mới tuyển sinh nó thì 600. thì kỳ rồi các kỳ năm 2019 ta có đi ra Hà Nội thì ta có uống một cái chỗ cà phê, cái chỗ đó không phải là cái chỗ cái gì ta không quên mẹ cái tên rồi, nhưng mà cái chỗ đó rất là đẹp và nhà cửa cái chỗ đó cũng rất là đẹp, vừa cây xanh rồi biệt thự nó gọi là cái gì ta ta quên mẹ cái tên rồi, nhưng mà ta đi với Long Thủy nè đó, anh mấy anh em uống cà phê rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Thì nó cũng hao hao cũng đâu cũng VinFast ngoài đó, đồ VinFast nó rải dài, nó rải từ Nam tới Bắc mà ở Tại đâu vì cũng có cửa. về cái những cái khu của Vingroup á, Vinhome nó làm á, nó đã làm là làm đúng tiêu chuẩn quốc tế luôn. Đúng rồi. Cùng à, em biết em ở chỗ khu mà lên Landmark 81 á, nó đâu nó ngăn nắp, nó đâu ra đó lắm anh ơi. Đúng rồi. Mà những cái tiện ích mà phục vụ cho cái người cư dân ở trỏng á Trong đó tuyệt đã vời lắm. luôn, đúng rồi, Hồ có bảo vệ, có đầy bơi, đủ. bơi bước xuống là hồ bơi, chỗ nào cũng có hồ bơi hết. Rồi cái bạc á, dọc theo bờ sông, em nói thiệt cái bạc nó đẹp vô cùng luôn. Cái bạc để sáng người ta ra, người ta đi bộ tập thể Thể dục được. thao đó rất là đẹp, Nó nói gì đẹp lắm. nữa, nói gì nữa. Ở trong cái khu đó thì quá tuyệt vời. Mà một căn hộ Ôi giờ đâu đó có rẻ mày, khoảng 12, 13 tỷ đó, khoảng 600 thì ngàn đô bởi đó. vậy Chứ đâu đâu có có rẻ đơn đâu. giản, đâu có rẻ đâu, Mắc lắm á, tại bởi vì vậy nó tiêu chuẩn quá đi. Nó tiêu chuẩn ghê lắm. Ba xe cộ đồ gì là xuống hầm hết, tất cả xe cộ xuống hầm hết, từ xe à, gắn tao nghe nói mất cách là mất mới đọc báo hôm qua đây thì tao thấy hình như là ở Sài Gòn mình á, ở Sài Gòn á là ở thành phố Hồ Chí Minh đã là thành lập một cái loại là nói chung cái parking cao giống như Mỹ, có nghĩa là nó có xe từ từng ở trong cái chỗ đó để mà người ta có xe nó chạy vô nội đô đó, có rồi, giờ. khai khai trương rồi hả, ở đâu rồi không biết nữa. Nó làm cái kiểu của Nhật đó, mà vô cái là nó nuốt, nó đưa đi đâu mình đâu có biết đâu. Ừ đó có rồi, khánh thành rồi, xài rồi đó, thì có những khu phố mà đông người dân quá, những sinh hoạt cộng đồng mà đông quá thì phải làm vậy thôi, nhưng mà mình phải hiểu chỗ này là cái người hôm qua ta cũng nói chuyện là thằng Nhật á, nó sản xuất xe hơi quá trời, nhưng mà người dân của nó toàn đi xe buýt không, ở tại nước đó là toàn đi xe buýt, đi đi xe công cộng không à, Nước nước Mỹ nước Nhật á, nó là một cái quốc gia quốc mà đảo nhiều đảo quá. cái GDP của nó đó là cao ngất ngưỡng, nhưng mà cuộc sống của người dân không không có sướng, không sướng tí nào hết. Ừ. Có nhiều người ở bên Nhật đó, họ về á, Bị trầm cảm rồi luôn rồi. biết không, hồi xưa mà em ở Sài Gòn đó, cái nhà của mình đâu phải là rộng lớn gì đâu, nhưng mà ta về người ta nói sống sướng giữ nhà cửa rộng rãi dữ gì. Ở bên kia Là người ta bởi vì cái Nhật là nó rò sụt dạng nhiều đảo nhỏ mà dân túc nó bị đã vậy còn bị động động đất chột, nữa. thấy cái thành phố lớn nó chật chội lắm. Người Đúng ta ví dụ rồi. như nhà của người ta ở là cái giường á là phải xếp lên, còn ở là hoàn toàn là thường thường là chung cư hết, còn những cái giới nhà giàu á nó mới có nhà riêng, chứ còn đa số là ở chung cư, nhưng mà chung cư nó đâu có được rộng như mình đâu, nó rất là chật. Nó nói là đa số là giường này nọ là ban ngày phải xếp lên hết rồi tối bỏ xuống, nên đâu phải ở nước giàu mà sướng anh, đâu phải ở nước giàu mà sướng ở ở Nhật á. Tại vì có mấy người em có những người quen bên đó, riêng cái người Việt Nam mình ở bên Nhật á mãi mãi nó không cho vô quốc tịch, thằng Nhật nó vậy á, người ta đi vượt biên từ cái năm 75 tới bây giờ nó vẫn không cho vô quốc tịch, vẫn thường trú nhân thôi. Nó khắt khe lắm mà sống rất là cực, không có sướng ích gì hết, căng thẳng lắm, cuộc sống nó rất là căng thẳng, vội vàng anh, nó đi như máy vậy, Đúng rồi, bị áp nó lực về vấn đề công công việc rất là nhiều, bởi đa đâu số chứ đâu thì phải. cái báo tư liệu nói là những người bên Nhật á, cái dân số nó không có trẻ quá mà nó già nó lão quá, bởi người ta vì cái chỗ người ta không muốn kết hôn, người ta không muốn lấy chồng lấy vợ. À, con người ta làm lớp trẻ nó không chịu lấy vợ lấy chồng. Anh có coi cái clip của thằng Hoàng Nam nó đi qua Nhật mà nó tới cái khu rừng tự tử, cái dân Nhật á nó sống căng thẳng quá, cái nó vô với khu rừng đó nó tự tử Bị trầm cảm á, nó bị stress á. căng quá, rồi cái nó cái vô trong vô 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 rừng đó mà nó gọi là khu rừng tự sát anh. Nên Ghê. cái xã hội mà công nghiệp
nó công việc làm quá, con người ta căng thẳng quá, con người nó cũng đâu có còn sung sướng gì. Đúng rồi, rồi học tao giờ tao về thì tao kêu cứ... ăn cơm cái rồi ok rồi, cảm ơn em nha. Mới. Rồi ok rồi thì nói cho mọi người hiểu rằng tất cả mọi cái gì nó cũng có sự trả giá cả, em thấy rõ ràng không? Bây giờ nói về Nhật thì vấn đề từ hồi xưa mà ở trong thành phố Sài Gòn mình thì mình cũng hiểu ra tất cả những cái gì mà linh kiện quyển được thuộc về điện tử, nồi cơm điện nè, tủ lạnh nè, tivi, tất cả những cái gì mà loại tốt mà đều Nhật sản xuất cả, đúng rõ ràng không? Nhưng bù lại họ lại bị căng thẳng về đầu óc rất là nhiều và ta bị về chấn thương tâm lý và họ tự sát rất là nhiều. Cái điều thứ nhất, cái điều thứ hai nữa là giờ giới trẻ của người Nhật không chịu lấy vợ lấy chồng là bởi vì càng ngày cuộc sống của người dân của họ càng ngày càng cạn kiệt. Và chỉ có một cái câu như vậy là họ nói là nếu người trẻ thì họ chưa thành thành danh hoặc là họ chưa lập nghiệp được, họ chưa có một cái gì đó thì họ không dám lấy vợ lấy chồng rẻ khác gì. Thì rốt cuộc cái lớp già nó càng già và cái lớp trẻ nó không sanh sản, bởi giờ hiện giờ nước Nhật đang có tình trạng đó. Đó. Chưa, chứ không phải vì cái chỗ mà anh có vợ anh sống với Nhật là tự động anh sướng, anh không phải vậy, anh phải trả giá. Giống như nãy thằng Phong có nói rõ ràng đó, nó có một khu rừng nguyên sinh, nguyên sinh cái là tự dặn á, mình đặt tên nguyên sinh cho nó văn vẻ chứ cho nó nhẹ. Nhưng mà ai buồn ai cảm gì là nhảy lầu, không nhảy lầu là tự dẫn nhảy cầu, không nhảy cầu là vô rừng nó tự sát thế đó. Thì ghê gớm không? Mà Việt Nam mình thì đâu có cái trường hợp đâu, bởi cuộc sống Việt Nam mình lúc nào cũng là một cái sự thiên đường, bởi vì thiên đường là do cái đó. Câu giống như tao ở đây thì rõ ràng tao không có thiếu tiền, nhà cửa tao cũng không thiếu luôn, không có thiếu bất cứ một thứ gì cả, nhưng cái đầu óc lúc nào nó cũng buồn bực, nó căng thẳng bởi vì mình không có giải thoát được. Tao chỉ giải thoát được khi nào tao về Việt Nam và tao ngồi ở trên cái đại lộ ngồi uống cái ly cà phê đen thôi, giờ ông đi qua bà đi lại, thế là tao đã giải thoát rồi đó. Mẹ tôi nói có nghĩa là đây là quý vị tư tưởng, quý vị tâm lý đó rất là quan trọng. Thằng Nhật thì rất là khắc khe vô đó, rất là mệt mỏi, và kể cả nước Mỹ thì cũng vậy. Những người nào mà đi mướn nhà thuê và trong cái tình trạng dịch bệnh như vậy mà thất nghiệp tràn lan, không dài 3 tháng nữa là coi như ra ngoài đường ở, không có nhà lại trở thành homeless đó, nó khổ vậy đó, và có thể là điên điên khùng khùng luôn. Rồi thí dụ như có những người mà trong lúc trẻ tuổi họ hút chích ra bị bắt ha, là xong cuộc đời coi như tiêu tùng luôn. Ở đây hồi nãy tao mới bố trên trang nhà tao đó, có những hoàn cảnh rất là trẻ tuổi mà điên điên khùng khùng bị lạm dụng người ma túy đó. Đó thì có một cái con tên là con gì ta, con gì ca sĩ, con Hà con Thúy Nga, như có một cái con nào nữa không biết nữa, nên nó phỏng vấn hay con nó coi cười bể bụng luôn. Tao nói đó là cái tác hại, đó là cái lớp trẻ mà qua Mỹ tưởng là thiên đường, đó là nó ra đường nó ở luôn, cái vậy đó, rất là mệt.